Lính tạo nghĩa là lãnh đạo, người lãnh đạo. Từ liễn, liễn này nghĩa việc là lãnh, trong lãnh đạo, lãnh nhận hoặc là dẫn dẫn dắt. Và chúng ta đã gặp trong từ liễn tai nghĩa là cà vạt, hoặc là chúng ta có cái từ là liễn cung sư, liễn cung sư chính là nhận lương, cung sư chính là lương ha, liễn cung sư chính là nhận lương. Và các bạn sẽ để ý là từ này á, nó sẽ mượn âm thanh của từ này, của từ lệnh trong ra lệnh, mệnh lệnh. Và bên phải các bạn sẽ thêm bộ hiện là trang giấy. Lãnh đạo thì luôn mang theo trang giấy bên người ha, chúng ta sẽ dùng với từ liễn. Còn từ tảo, tảo nghĩa hơn việc là đạo, trong chỉ đạo hướng dẫn. Đây là âm tỵ, giờ tỵ, nè. Và đây là bộ thốn cao tất. Muốn chỉ đạo ai đó, lãnh đạo ai đó, các bạn chọn giờ tỵ và đứng ở nơi cao tất để mà chỉ đạo, để mà lãnh đạo. Các bạn được từ tảo. Chúng ta đã gặp từ tảo trong tàu dỗ. Tàu dỗ chính là hướng dẫn viên du lịch. Hoặc là tảo cô, tảo cô. Cô ở đây trong từ cô u nghĩa là mua sắm. Cho nên á, tảo cô chính là hướng dẫn mua hàng. Vậy thì nhân viên ở trong cửa hàng giúp cho các bạn mua hàng thì chúng ta sẽ gọi là nhân viên hướng dẫn mua hàng ha. Tảo cô rảnh duyển, tảo cô rảnh duyển. Hoặc là các bạn dùng đạo trong đạo diễn nè, táo giển, táo giển. Từ đó lãnh đạo, lính tạo, lính tạo. Chú sư, chú sư, chú sư nghĩa là nhìn chăm chú, nhìn chăm chăm. Chẳng hạn các bạn hay dùng mẫu câu là chú sư trợ cộng cho đối tượng, chúng ta nhìn chăm chú, nhìn chăm chăm vào một đối tượng nào đó. Chẳng hạn anh ấy nhìn chằm chằm vào cái ly ở trên bàn. Tha chú sư trợ chú tử sang tờ bê tử. Tha chú sư trợ chú tử sang tờ bê tử. Anh ấy nhìn chằm chằm vào bó hoa tươi ở trên bệ cửa sổ. Tha chú sư trợ chuang thái sang tờ sư xiên khoa. Tha chú sư trợ chuang thái sang tờ sư xiên khoa. Anh ấy không chớp mắt nhìn chằm chằm ở bên ngoài cửa sổ. Rồi chúng ta có nhìn chằm chằm vào cái gì đó, chúng ta sẽ dùng là chu sư trợ, hướng bên ngoài,窗外ha, chu sư trợ,窗外, nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa sổ. Và ở đây các bạn có thể học thêm một cái cụm rất là hay, chính là mù bu chuyển chiến. Mù bu chuyển chiến nghĩa là nhìn đăm đăm, nhìn không chớp mắt ha. Mù bu chuyển chiến, chúng ta có thể nhấn mạnh anh ấy không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Tha mù bu chuyển chiến tờ chú sư trợ窗外. Tha mù bu chuyển chiến tờ chú sư trợ窗外. Anh ấy cảm thấy mỗi con mắt ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tha cảm to mỹ trư giản chiến tôi sẽ chú sư trợ tha. Tha cảm to mỹ trư giản chiến tôi sẽ chú sư trợ tha. Anh ấy nhìn chằm chằm vợ mình một cách âu yếm, rất là tình cảm, rất là nồng nàn. Các bạn có thể thêm ở đây ha, với từ là sân chiến. Sân chiến nghĩa là thâm tình đó ha. Chúng ta có thể nói tha sân chiến tờ chú sư trợ tha tờ thai thai. Tha sân chiến tờ chú sư trợ tha tờ thai thai. Lãnh đạo sau khi nhận nho của mình thì cứ nhìn mình chằm chằm, giữ cái trạng thái đó, dùng với phó từ y chữ. Y chữ chú sư trợ của lãnh đạo chia qua của tờ phủ thao hộ y chữ chú sư trợ của lãnh đạo chia qua của tờ phủ thao hộ y chữ chú sư trợ của. Các bạn được từ chú sư chính là nhìn chăm chăm, nhìn chăm chăm ha. Tập trung khi mà nhìn chúng ta dùng với chú sư. Chúng ta có hai tính từ đối nghĩa nhau, cao ti. Cao ti là cao thấp, và ở đây nó sẽ bằng âm thanh của d trong dân tộc d. Và các bạn có thể nói là lương rất thấp, cung tư hẳn ti. Cung tư hẳn ti là lương rất thấp, còn thu nhập rất là thấp, sâu ru hẳn ti. Sâu ru hẳn ti, giá cả rất là thấp, giá chén hẳn ti. Giá chén hẳn ti, hoặc là chất lượng, trư liêng.
chất lượng rất thấp, trư liang khẩn ti, trư liang khẩn ti. Nên các bạn nhớ ha, công tư ti, sô ru ti, giá chén ti, trư liang ti. Ti sân xua, ti sân xua, bạn nói thấp giọng ha. Ti thổ, ti thổ nghĩa là các bạn làm cái đầu mình thấp xuống, thì đó chính là cúi đầu cắm cổ. Và các bạn sẽ gặp một từ rất là hay, ti thổ chú, ti thổ chú. Chú ở đây là tộc trong dân tộc, đây chính là dân cúi đầu, chúng ta dùng để chỉ những người mà họ hay dán mắt vào màn hình đó, vừa làm cái này mà vừa dán mắt vào màn hình ha, chúng ta sẽ gọi là ti thổ chú, ti thổ chú. Tặng cho một vị lãnh đạo, anh ấy sau khi nhận nho của mình thì cứ nhìn chằm chằm vào mình, sau đó thì thấp giọng hỏi: em có chuyện gì muốn làm hả? Mình nói cho anh ấy biết là mình không có chuyện gì cả, chỉ là muốn để cho anh ấy nếm thử cái nho mà cái cây già, cái cây già ở nhà mình ha, cái cây nho già đó cho ra trái thôi. Anh ấy ăn nho của mình, nhưng mà từ cái biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy thì có thể nhìn ra được anh ấy không hề tin lời mình nói ha. Anh ấy không hề tin lời mình nói, anh ấy chẳng tin lời mình nói. Lúc này các bạn sẽ dùng đến từ ping. Ping lúc này nó là phụ từ, là phó từ, biểu thị là không hề, chẳng hề, chẳng. Có nghĩa là các bạn có cũng được, không có cũng không sao. Nếu các bạn dùng thì nó tăng ngữ khí lên ha. Chẳng hạn bạn nói anh ấy ngốc, kỳ thực anh ấy không ngốc, thì các bạn có thể dùng đi chỉ sự tha bủ bình là đủ rồi. Nhưng bây giờ các bạn muốn nhấn mạnh, nhưng anh ấy không hề ngốc đâu, dùng với từ bình ha, bình bủ bình, không hề ngốc. Nǐ shuō tā bèn, qǐ shí tā bìng bú bèn. Nǐ shuō tā bèn, qǐ shí tā bìng bú bèn. Bạn nói là anh ấy về nước rồi, kỳ thực á, thực ra thì anh ấy không hề về nước mà là đi du lịch. Các bạn thấy không, mình đang nhấn mạnh không hề, chẳng hề, bìng mǐ you huǐ guò. Nǐ shuō tā huǐ guò le. 其实他并没有回国，是去旅行了。你说他回国了，其实他并没有回国，是去旅行了。 Mình không hề nói cho anh ấy biết chuyện này, không biết anh ấy làm sao mà biết được. Thì chúng ta có thể nhấn mạnh thêm với từ bình trước phủ định ha. 我并没有对他说过这件事，不知道他是怎么知道的。 我并没有对他说过这件事，不知道他是怎么知道的。 Từ biểu cảm trên gương mặt có thể nhìn ra được lãnh đạo không hề tin lời mình nói, không hề, chẳng hề, nhấn mạnh thêm với từ bình ha, bình cộng cho phủ định. 从脸上的表情看得出来，领导并不相信我的话。 从脸上的表情看得出来，领导并不相信我的话。 Vậy thì từ cái biểu cảm trên khuôn mặt có thể nhìn ra được lãnh đạo không hề tin lời của mình,并不相信我的话. Món quà anh ấy tặng rất là mắc, nhưng mà cô ấy không hề thích. 他送的礼物很贵，但是他并不喜欢。他送的礼物很贵，但是他并不喜欢。Hôm qua mưa rất là lớn, nhưng trời không hề mát mẻ. 昨天下的雨很大，但是天气并不凉快。昨天下的雨很大，但是天气并不凉快。Làm ăn ở Trung Quốc không hề dễ dàng. Bình thường các bạn sẽ nói là 不容易。Còn nhấn mạnh không hề, chẳng hề dễ dàng, mình sẽ thêm với phó từ bình, bình bù rộng y. Tại Trung Quốc làm sân y, bình bù rộng y. Tại Trung Quốc làm sân y, bình bù rộng y. Màu sắc của cái váy này không hề hợp với bạn, bạn thử thử cái kia đi. Chứ theo chuyển sự tới diễn dư, bình bù sư hở nị, nị sư sư na theo ba. Chứ theo chuyển sự tới diễn dư, 并不适合你，你试试那条吧。
Cô ấy kết hôn 5 năm rồi và cũng sinh được một đứa con rồi, nhưng mà cô ấy không hề yêu chồng của mình. Trần phụ chính là chồng đó à, vậy thì không hề, chẳng hề yêu chồng mình. Bình bù ai tha trang phụ tha chí hôn ủ nhiên lợ dễ sinh lời cơ hải dự tàn tha bình bù ai tha trang phụ tha chí hôn ủ nhiên lợ dễ sinh lời cơ hải dự tàn tha bình bù ai tha trang phụ. Cô ấy nói cô ấy hiểu rồi, nhưng thực ra cô ấy là không hề hiểu. Bình mấy miệng bạc tha xua tha miệng bại lợ sử dài tha bình mấy miệng bại tha xua tha miệng bại lợ sử dài tha bình mấy miệng bại. Mình dạo này ăn rất là nhiều nhưng mình không hề mập lên. Của chơi chiến chứ là hẳn tua ta sư của bình mấy ở biên thẳng. Của chơi chiến chứ là hẳn tua ta sư của bình mấy ở biên thẳng. Bạn làm thế này không hề giải quyết được vấn đề. Nghĩ chứ giang dùa bình mấy ở chỉ chứa quân thí. Nghĩ chứ giang dùa bình mấy ở chỉ chứa quân thí. Vậy các bạn được từ bình à, bình ở đây chúng ta sẽ dịch là không hề, chẳng hề, và chúng ta sẽ dùng với câu à, phủ định trước các bạn nha. Chúng ta sẽ vận dụng trước với mẫu câu này. Và trong bài chúng ta sẽ thấy tác giả sẽ đem nhau của mình tặng cho bốn đối tượng. Đối tượng đầu tiên chỉ là ý cưa chua sân như tập hẳn dọ, một người bạn làm ăn. Và người thứ hai chính là ý quay liếng tọ, tặng cho một vị lãnh đạo. Thứ ba chính là ý cưa liếng chư, là một người hàng xóm. Và cuối cùng chính là cửa bi tọ ý cưa hải sự, một đứa bé ở nhà bên cạnh. Vậy thì chúng ta sẽ học với hai từ liếng chư. Lính chư nghĩa là hàng xóm láng giềng, và cửa pi nghĩa là nhà bên cạnh sát vách, hàng xóm sát vách. Đầu tiên á, các bạn có từ lính chư nghĩa là hàng xóm. Vậy thì anh ấy là hàng xóm của mình, tính cách của hàng xóm mình thì hơi hướng nội à, chúng ta dùng cái từ là lính chư. Tha sư của ta lính chư. Của lính chư ta xương cửa yếu điểm nè xiang. Tha sư của ta lính chư. Của lính chư ta xương cửa yếu điểm nè xiang. Hàng xóm mới đến vẫn chưa quen lắm với nơi này, các bạn nhớ không, vẫn chưa quen thuộc lắm với nơi này à, hả bụ thai sủ xì chưa lì xin lạ tờ chư gờ lính chư hả bụ thai sủ xì chưa lì xin lạ tờ chư gờ lính chư hả bụ thai sủ xì chưa lì. Mối quan hệ của mình với các hàng xóm thì vô cùng tốt. Của khứa lính chư mình quan xì phê chẳng họ. Của khứa lính chư mình quan xì phê chẳng họ. Vậy chúng ta sẽ được từ lính chư nghĩa là hàng xóm. Cửa bi nghĩa là sát vách, nhà bên cạnh, hàng xóm sát vách. Trong đó từ cửa nghĩa hàng việc là cách, trong ngăn cách, xa cách hoặc là cách ngay. Chúng ta dùng từ cửa này. Đây là bộ phụ đóng đất gò đất nè. Chúng ta sẽ dùng đóng đất để ngăn cách. Chúng ta sẽ được bộ phụ phía trước và nó mượn âm thanh của âm cách trong song cách tân. Hay chúng ta sẽ được bộ nhấc số 1, bộ khẩu cái miệng, bộ quân vùng biên giới, bộ bát ngựa số 8 và đây là chữ chi chữ t các bạn nha. Chúng ta sẽ được từ cửa. Thành phần này chúng ta đã gặp rồi trong từ pi sủ. Pi sủ là nghĩa đi tránh nóng. Đi tránh nóng chúng ta còn phải bước dài tới. Còn khi mà nói đến tường, đến vách thì chúng ta phải dùng đến bộ thổ phía dưới nha. Bộ thổ phía dưới. Vách là pi, cửa là cách. Cách nhau một cái vách, một bức tường thì đó chính là sát vách, nhà bên cạnh. Và mình có một câu là ý rư bù chiên rú cửa san chiêu. Ý rư bù chiên rú cửa san chiêu. Một ngày không gặp thì giống như cách ba mùa thu, thời gian rất là dài ha. Ý sư bù chiên rú cửa san chiêu. Hoặc là anh ấy cách một lúc lại uống nước. Vậy thì cách một khoảng thời gian nào đó, cửa là ý khoa. Tha cửa là ý khoa ra khứa sợi. Tha cửa là ý khoa ra khứa sợi. Anh ấy cứ cách 3 tháng thì mới về nhà một lần. Cách 3 tháng
隔了三个月，他隔了三个月才回家一次，他隔了三个月才回家一次。Vậy các bạn được từ cửa là cách nha, trong ngăn cách nè, cách ngày nè, chúng ta dùng từ cửa. Vậy thì kết hợp với từ pi là tường vách, chúng ta được cửa pi hàng xóm sát vách nhà bên cạnh. Xin lỗi, chúng tôi ở ngay bên cạnh. 不好意思，我们就住在隔壁。不好意思，我们就住在隔壁。Người đàn ông dắt chó đó là ở bên cạnh nhà mình. 那个带狗的男人住在我隔壁。那个带狗的男人住在我隔壁。Bên cạnh của công ty bọn mình có một quán cà phê mới mở, xin khai tờ cà phê quán, quán cà phê mới mở. Xin khai tờ. 我们的公司隔壁有一家新开的咖啡馆。我们的公司隔壁有一家新开的咖啡馆。Hàng xóm mới ở bên cạnh bọn mình là một luật sư. Vậy thì cửa bi tờ xin lĩnh chư. Cái người hàng xóm mới mà ở bên cạnh sát vách bọn mình á chính là một luật sư. 我们隔壁的新邻居是位律师。我们隔壁的新邻居是位律师。Nghe ông Triệu ở nhà bên cạnh nói á, cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến ở dưới lầu bọn mình. À, vậy thì nghe ai nói? Cửa bi tờ lão trò, ông Triệu bác Triệu ma ở bên cạnh ha, chúng ta sẽ đọc là thiên cửa bi tờ lão trò xua tha sư của mình lỗ xa xin ban lại tờ lĩnh chư. Thiên cửa bi tờ lão trò xua tha sư của mình lỗ xa xin ban lại tờ lĩnh chư. Bên cạnh thì có dẫn đến một nhà có ba người, nửa đêm đứa bé khóc đến nỗi là tôi đều nghe thấy được. Cửa bi ban lại lời cha sáng khổ, ban dê hải dự khu tờ của tôi thương tiền. Cửa bi ban lại lời cha sáng khổ, ban dê hải dự khu tờ của tôi thương tiền. À, nghe thấy được cái âm thanh ở nhà bên cạnh, cụ thể đây chính là tiếng cười, xiao sheng. Mình nghe thấy được tiếng cười ở nhà bên cạnh. 我听到了隔壁的笑声。我听到了隔壁的笑声。Sau khi vào ở nhà mới, thì mình thường nghe thấy cái âm thanh kỳ lạ ở nhà bên cạnh. 住住新房后，我经常听到隔壁的奇怪声。住住新房后，我经常听到隔壁的奇怪声。Hiệu quả cách âm kém quá. Buổi tối thường xuyên nghe thấy tiếng ồn ở nhà bên cạnh, chảo nao sân. Cửa yên xiao của thai cha lợ. Vậy sang chinh chẳng thiên tạo, cửa bị tớ chảo nao sân. Cửa yên xiao của thai cha lợ. Vậy sang chinh chẳng thiên tạo, cửa bị tớ chảo nao sân. Vậy chúng ta được từ cửa bi nghĩa là sát vách, nhà bên cạnh, hàng xóm sát vách.我把葡萄送给一位领导，他接过我的葡萄后一直注视着我，然后低声问：“你有什么事要办吗？”我告诉他：“我没有什么事，只是想让他尝尝这棵老树结的新葡萄。”他吃了我的葡萄，但是。从他脸上的表情看得出来，他并不相信我的话。